Đây là sâm hả bà? Sâm đây này, đây là quy. À đây là đường quy ạ. Còn cái này là gì bà? Mỡ chăn ạ. À? À đây là mỡ chăn nha các bạn nhé. Cái này bán như nào bà? 30 lạng. Đây là mỡ chăn nha các bạn nhé. Ở đây thì có rất là nhiều sữa nam và bên này có đường quy và bên kia có cả sâm nữa, có nấm hương nữa các bạn ạ. Ôi à? Chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của kênh Tây Bắc Quê Tôi. Thì hôm nay là Huân đang có mặt tại chợ Bắc Hà, Lào Cai nhé các bạn nhé. Hôm nay mời các bạn cùng Huân khám phá xem chợ này có những cái gì đặc biệt và thú vị nhé các bạn nhé. Đây là khu vực đầu chợ, đi từ ngã năm xuống nhé các bạn nhé. Đây thì có các bác, những người đang bán những cái đồ ở đây nhé các bạn nhé. Đây thì có những cái đồ rừng, những quả rừng, không biết quả gì luôn các bạn, nhưng rất là lạ. Một chất hình thức các bạn ơi. Đây, đây là đúng không? Đây bao tiền cần? Đây bao tiền cần? 200 một cân hả? Người ta gửi đây này, một bao tải đây 30 cân. Đây con nấm ngọc cẩu rất là to các bạn ạ. À hôm qua mình đi trên chợ Cần Cấu thì như là cái này ở trên kia cũng có, nhưng mà ngọc cẩu ấy rất là to các bạn. Củ này là củ gì đây chứ ơi? Hà thủ ô à? À đây là hà thủ ô này. Rất nhiều thứ lạ các bạn. À đây có mật ong. Ôi cái bao mà cho một cái bao đây, hai cái cho một cái bao đây. Đây có mật ong này các bạn. Xin cái bao đây. À, bên này thì có các bác bán rượu ở bên này. À, đây là toàn là rượu ấy nhé các bạn nhé. Đây là những cái thùng rượu rất là to. Rượu Bắc Hà thì nổi tiếng với cái nồng độ khá là cao các bạn ạ. Chắc phải rơi vào tầm 40 độ. Đây cái bên này, đây cũng có cái chổi, đây là làm bằng cây cao lương nha các bạn nhé. Ở phía bên trên này thì chủ yếu là những cái mặt hàng thiết yếu mà như quần áo, giày dép các bạn. Tiếng bánh bao nóng rồi. Rất là đói buổi sáng. Thế thì mình sẽ đi ăn một bát phở ở đây nhé các bạn nhé. Phở ở đây thì khá là nổi tiếng. Ở đây là cái khu chợ ẩm thực nhé các bạn nhé. Toàn hoa quả, phải chợ rau đi. Nói chợ ẩm thực lại sai quá. Rất là rộng các bạn ạ. Đây, cả một khu này là khu bán rau quả các thứ hết nhé các bạn nhé. Vòng bên này, cho mình xem. Đây có một cái gì rất là lạ đấy các bạn. Chưa được cái gì nữa. Đây là sâm hả bà? Sâm đây này, đây là quy. À đây là đường quy ạ. Còn cái này là gì bà? Mỡ chăn ạ. À đây là mỡ chăn nha các bạn nhé. Cái này bán như nào bà? 30 lạng. Đây là mỡ chăn nha các bạn nhé. Ở đây thì có rất là nhiều sữa nam và bên này có đường quy và bên kia có cả sâm nữa, có nấm hương nữa các bạn. Bên này có
cá mèo khô nữa, rất là nhiều. Này thuốc lào đúng không ạ? Thuốc lào hơi cân. Đi xuống phía bên này là khu ẩm thực nhé các bạn nhé. Cái này thì em sẽ bán thành cố mà bún phở rất là nhiều các bạn. Chợ khá là đông đấy. Đây thì họ vào chủ nhật hàng tuần thì chủ nhật thì bà con người ta sẽ đi xuống chợ để mua những cái thứ cần thiết trong một tuần sử dụng nha các bạn nhé. Cái này cũng rất là nhiều người bán thuốc nam. Cái này chủ yếu là thuốc nam nha các bạn. Rất là nhiều thứ hay ho. Đây ngọc cẩu. Đây có ngọc cẩu hoa phong lan luôn các bạn. Đây là em ngọc cẩu để dễ tình hình. Chúng ta sẽ đi sang khu ẩm thực. Chợ này thì mới đổi mà các bạn. Ngày trước thì khu ẩm thực nó ở một cái khu khác bên trên kia. Bây giờ nó chuyển xuống là một dãy luôn ở đây nhé các bạn nhé. Rất là đông luôn. Khu vực này thì chật kín người. Đây các bạn, từ phía đằng xa tận trên kia ấy, là xuống kéo xuống dưới này là ẩm thực Tết nhé các bạn nhé. Toàn phở, thắng cố, bún, rất là nhiều thứ. Mình sẽ đi vào bên trong này. Thực thì lát mình sẽ quay lại ăn sau. Đây thì mọi người đang bán là bánh trưng và cốm các bạn. Mùa này vẫn còn cốm nhé các bạn nhé. Mình vào xem. Bánh trưng đây không biết là bao nhiêu tiền một cái. À, khu này đi ra đằng sau này cũng bán rau. Dạ. Không qua hứa nhá, không lấy của bác nhá. Dạ. Ở phía bên này cũng vậy các bạn ạ. Bán những mặt hàng nông sản nha các bạn nhé. Khu này có bán hoa quả, quả và nông sản. Đây có cái món gì trông rất là lạ này các bạn. Đây là cái gì cô? Cái này là bánh ngô non, còn cái này là bánh màu làm từ gà tẻ em ạ. Bánh ngô non à? Đây là bánh ngô nha các bạn. Cái này ngọt hả chị? Ngọt đấy. Cái này là bánh bánh bò làm từ gà tẻ. Bánh bò làm từ gạo tẻ. Cảm ơn. Bánh bò làm từ gạo tẻ các bạn. Cái này có cốm già. Đây, có cốm già. Chủ yếu là bà con người ta bán ở khu này nha các bạn. Rất là đông luôn các bạn. Khách du lịch đi qua đây khá là nhiều. Et ça c'est des petits piments ça François? Đông quá các bạn. Hình như là khu này là chủ yếu là bán hoa quả thôi. Mình sẽ đi sang một cái điểm khác nha các bạn nhé. Thôi nào. Đánh nhau mà. Cháu đi mua cân dưa nữa. Đây thằng cố gì chị? Thằng cố của em ơi. Đấy sáng chị nấu ngon lắm, đầy món xào hết rồi đây này. Cố vậy? Thằng cố à? Di chuyển sang phía bên này sẽ là chợ mua bán gia súc nhé các bạn nhé. Đây thì người ta sẽ bán gia cầm và đây thì có chó, mèo, gà, lợn. Và đi sang bên kia cầu thì sẽ là bán trâu, bò nhé các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ xem.
Đây, phía bên này này các bạn xem gà rất là nhiều. Cái ngày chợ thì người ta mới mang ra chợ bán nhé các bạn nhé. Thì bình thường không phải ngày chợ thì những cái chỗ này nó sẽ rất là ít. Chỉ có một vài lái buôn người ta bán thôi. Đấy, khu bên này có con lợn đang kêu quái cả lên này các bạn. Rất là đông luôn các bạn. Khu này thì các bạn sức chịu đựng kém thì các bạn nên sắm cho mình với khẩu trang. Thì có cái mùi nó không được thơm cho lắm các bạn. Vì toàn lợn gà. Đấy, khỏe chưa các bạn? Mình cô ấy sẽ chiến với lợn các bạn. Đây bên này chủ yếu là lợn đấy các bạn. Đến ngày chợ thì người dân thì sẽ mang chợ bán ở đây thì mình thích nhất là đi chợ ở đây. Rất là nhiều chó con đẹp. Mình xem mình có mua được con cún về nuôi không. Em à? Con này mang tiền. Con này à? 1,5 triệu à? Có con nào rẻ hơn 1,5 triệu không? Mấy con này 500. À nghĩa là mấy con này là 500, mỗi con này 1,5 triệu không? À, cùng một lứa hết à? Như con này bao nhiêu ấy? Đấy. 500. Rất bè ra đi buôn bán này. Đông lắm các bạn ạ, đắt luôn rồi. À, sang bên này rất là nhiều chó luôn các bạn. Đấy, các bạn nhìn xem này. Bên này toàn chó con luôn các bạn. Đẹp lắm. Mà có vẻ hơi mặn so với quy định. À, đây có con chó đỏ. Con này bao tiền chị? 2,3 triệu. Dạ? 2,3 triệu. Con này 2,3 triệu. Chó đỏ hiếm nha, cảm ơn nhá. À, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bên này nhá. À, đây có husky hay là cái giống gì này các bạn? Con chủ. Con mồi trắng trắng. Con này chắc phải mấy triệu. Con này bao tiền này? 5 triệu. Dạ? 5 triệu. 5 triệu ạ. Con này 5 triệu các bạn. Không biết là giống gì. Sẽ đi sang phía cái bên mà bán trâu. Các bạn nhìn xem phía bên kia kìa. Rất là đông các bạn. Ấy. Này, con này là con gì? Sâu tre. Sâu tre. Có trẻ mua? Yếu tay chân đầu. Chân nó xóa. Chân nó thì phải dưới lửa này. Dưới lửa này. Chắc chắn là chân mua. Tay chân đầu đi. Dưới lửa. Ba. Chân mua dưới lửa. À, cái này 36 cân này sâu tre nha các bạn nhé. Sâu tre. Này thì khó kiếm lắm đấy. Chân mua đấy, chân mua. Ta sẽ đi sang bên khu buôn bán trâu. Đông xe lắm các bạn ạ. Các bạn đi xe, các bạn đi bộ ở đây các bạn cũng phải để ý nhá. Không có thể người ta vô tình người ta đâm vào mình. Các bạn xem phía đằng kia. Các bạn xem phía đằng kia xem. Rất là nhiều trâu. Nay phải mấy trăm con các bạn. Rất nhiều luôn. Hay có một chú trâu ở phía bên dưới kìa các bạn.
Nhiều trâu quá các bạn ạ. Sang thăm dò xem. Các bạn nhìn xem. Ở từ chỗ cái cầu này này. Từ chỗ cái cầu cho mình đứng nhá. Đi sang mãi đằng kia là đều là trâu hết nhá các bạn nhá. Đây thì nhiều trâu lắm các bạn. Con này to lắm, con này chắc phải hai mấy ba mươi triệu luôn. Bạn nhìn xem cái bên kia xem. Nhiều khủng khiếp luôn. Bây giờ mình sẽ quay lại cái khu chợ nha các bạn nhé. Giờ này thì chợ mới là đông nhất nha các bạn nhé. Giờ vào độ 8:30-9 giờ. Giờ này chợ rất là đông, kín người luôn các bạn. Rác là như mình không có đường đi luôn. Tắc đường quá. Ở đây này, em mình chưa có quay qua các đoạn này. Đây người ta bán dao này các bạn. Bên kia thì có dao mèo nhé. À, có hai hàng bán dao luôn. Bán dao bán bẫy luôn các bạn. Bên dưới này thì có mấy anh đi bán gậy đồng xu. Gậy đồng xu là một cái nét văn hóa ở đây rất là đặc biệt các bạn. Người ta mua gậy đồng xu để sưu tập. Người đồng bào dân tộc Hơ Mông người ta sẽ mua gậy đồng xu nhé các bạn nhé. Tiện hỏi bên này là gian hàng trưng bày hàng thổ cẩm mà bán là thổ cẩm nha các bạn nhé. Các bạn đến đây có thể mua một món về để làm kỷ niệm. Đây có những cái túi này. Đây túi như con thú này làm từ thổ cẩm nha các bạn nhé. Còn những cái trên này thì mình nghĩ là cái này đã được thương mại hóa rồi, chắc là nhập khẩu rồi. Mình sẽ đi vào trong này qua một dãy, trong này có vẻ là hơi tối một chút. Trong này là chủ yếu là hàng thổ cẩm, túi và rất là nhiều thứ các bạn ạ. Đây có những, đây không biết là bát hay là cái gì. Chắc là bát các bạn. Đó, trong này thì chủ yếu là hàng thổ cẩm. Đây có những cái vòng ấy cũng rất là xinh. Khu này thì khá là rộng các bạn. Ngày xưa thì nó ở cái khu mà hiện tại đang bán hoa quả ở khu bên trên đấy, mình quay cho các bạn xem ấy. Thì một thời gian sau này thì người ta chuyển qua khu bên này. Rất là rộng, rất là dài luôn. Rất là nhiều thứ hay ho các bạn. Và đến đây các bạn thường có thể mua một món về làm kỷ niệm. Một dịp chúng ta đi lên Tây Bắc chơi nhé các bạn nhé. Mình nghĩ không tới nữa là quá đắt đâu. Một cái mũ hoặc là một cái kiềng. Đấy các bạn nha. Rất là nhiều. À bên này là khu bán váy dân tộc. Đây là váy của người Mông. Nhưng mà cái này là như hôm qua mình quay ở cái chợ Cà Cầu ấy. Thì là cái này chỉ là chào bạn nhé. Cái này là từ, mình nghĩ là cái này là nhập từ bên Trung Quốc sang. À, trong này có những cái bộ rất là đẹp. Các bạn nhìn xem. Trông rất là bắt mắt luôn. Nhưng mà mình nghĩ là mấy triệu một bộ cơ. Đây các bạn ơi. Chợ Bắc Hà này nó chỉ có như vậy thôi. Thì mình đã quay qua cho các bạn xem rồi. Thì chắc bây giờ mình xin phép mình tạm dừng cái clip tại đây nha các bạn nhé. Chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới tập và làm việc thật là vui vẻ. Tràn đầy sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống nha các bạn nhé. Chào các bạn. Ủa vậy? Ủa? Wow.